ép ổng vô cái tội là làm biếng này kia nọ, hay là lợi dụng tiền cúng dường, cái đó là của mọi người, và mấy người không thích thì đừng cúng dường, đúng không? Cái đó là rõ ràng, không thích ổng thì đừng cúng dường, mà đã cúng dường rồi thì đừng nói ổng làm biếng hay nọ, chờ những đồng tiền đó. Còn cái chuyện bây giờ thử ai cũng ghét ổng đi thì đừng cúng dường, vì ổng không có cái ăn, không có gạo ăn, tự động ổng phải đi lao động thôi, đúng không? Hello, xin chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người. Mình có cái dịp mình đi tới cái chùa Hoằng Pháp Trung Ương, thì hôm nay cũng có cái duyên gặp một cái chị này. Chị rất là bức xúc, chị đến viếng chùa, chị nói lên những cái điều mà chị cảm thấy. Chị coi lên những cái clip bị đánh và việc ăn chay ăn mặn, nó đâu có liên quan gì đâu. Nhiều người bức xúc cái chuyện ổng quýnh ông tội nghiệp ổng, không ổng đâu có ăn xin ăn xỏ của ai đâu, hiểu không? Giống như là mình nghĩ cái cuộc sống của ổng, ổng tu ở nhà ổng, chuyện của ổng, không đâu có làm hại ai đâu, thì mà ổng đi ăn trộm ăn cắp của ai á, hay là tự động mà ai bỏ tiền ra nuôi ổng đi thì mình ấy, cái này chuyện của ổng, không làm gì chuyện của ổng. Ổng có tội không có tội thì sao, này ổng chết đi thì đó tự Phật đài ổng, như thế nào chuyện của ổng, không ổng chuyện không làm gì chuyện của ổng, không ăn gì cũng kệ ổng. Thầy, chị đánh giá khi mà gặp thầy rồi, chị đánh giá thầy như thế nào? Thì thấy ổng cũng nói chuyện đàng hoàng với mình, mà ý là mình muốn lên trực tiếp mình coi ổng, giống như có những cái người mà bình luận này hay là đòi quýnh ổng, nhiều lúc mình coi có người kéo tới đây đòi quýnh ổng, chửi ổng vậy chuyện của ổng, đúng không? Thì mình lên mình chứng kiến mình nói chuyện với ổng thì thấy ổng cũng hiền từ, mà ổng đâu có cái gì đâu, ổng đâu có ăn trộm ăn cắp gì ai đâu, mà cứ người này cứ săn si của bả. Thì hôm nay mình lên đây mình chứng kiến mình tiếp xúc mình nói chuyện với ổng thì ổng cũng đâu có gì đâu, ổng rất hiền mà. Trời ơi, thầy cũng dễ thương gần chết. Chị thấy thế nào khi mà mọi người xem rồi mọi người bình luận cũng hay chửi thầy thế này thế kia rồi. Chửi này, chửi nọ. Nói cái đó là chuyện của ổng, phải không? Mình đời mình đừng có sân si quá. Chừng nào mà dù ổng xin tiền người này người kia hay công dân nọ, ổng này kia nọ thì mình chửi ổng, này chuyện của người ta, ổng làm, nói chung là ổng làm cái gì cuộc sống của ổng. Nghĩa ổng không có làm tổn hại đến mình là được rồi, thì mình là người đời, phải không? Mình cũng đừng hạn chế chửi người ta quá, khác nào là mình là cái người là mình có tội, mình chửi người ta nhiều quá mình có tội. Còn cái chuyện ổng ăn chay ăn mặn hay ăn cái gì là chuyện của ổng. Nhiều người nói là giống như là làm biếng lao động rồi, rồi giả tu rồi, chị nghĩ sao vậy? Cái này là ổng đâu có giả tu, mà là ổng tu, ổng cũng tu tại nhà ổng mà. Ổng tu tại nhà ổng mà, ổng đâu có cái này là tự động, ổng cũng chẳng xin tiền ai, tự động mình có tâm thì mình tới mình cúng dường ổng. Giống như bữa nay ba chị em tôi tới đây thăm ổng, tụi tôi có lòng thì tụi tôi nghĩ giống như là cái lòng thành của tụi tôi đi chùa thôi, cúng dường ổng vậy thôi, 100-200 luôn, nó không có gì hết, không có xứng đáng gì, nhưng mà cái tâm của mình thôi, mình cảm thấy tội nghiệp ổng thì mình cúng dường, chứ ổng không có lừa lọc ai với đồng bạc nữa được. Nhiều người đừng có sân si nói ổng vậy, tội nghiệp ổng, nói thật sự. Đâu phải là ổng tự động ổng xin tiền mình đâu, đúng không? Cái này là tự lòng thành mình tới, mình cho, mình cúng dường. Ổng đâu có xin tiền mình đâu. Mình ép ổng vô cái tội là làm biếng này kia nọ, hay là lợi dụng tiền cúng dường. Cái đó là của mọi người, và mấy người không thích thì đừng cúng dường, đúng không? Cái đó là rõ ràng, không thích ổng thì đừng cúng dường. Mà đã cúng dường rồi thì đừng nói ổng làm biếng hay nọ, chờ những đồng tiền đó. Còn các chuyện bây giờ thử ai cũng ghét ổng đi thì đừng cúng dường, thì ổng không có cái ăn, không có gạo ăn, tự động ổng phải đi lao động thôi, đúng không? Ổng này tự động mình tới rồi mình ưng mình thích thì mình cúng dường, thì ổng có cái tiền đó, ổng cuộc sống ổng mua gạo mua tóc ổng ăn chay ăn mặn, thì chuyện của ổng là do mình hết. Chính cái xã hội mình tự mình nữa hả, khơi bới mình nữa hả, chửi móc người ta như vậy cũng không có đúng. Mình phải suy nghĩ là chính bản thân mình coi mình làm gì có đúng chưa. Mình đừng cúng dường cho ổng thì mình đừng nói, mình đừng sân si. Còn này tự động mình cúng mình cho ổng, nếu mình nghĩ mình cho ổng đi, mình đã tới đây mình chứng kiến rồi là ổng tu như vậy rồi, đúng không? Mà mình vẫn cố tình, mình vẫn cúng dường là cái tâm của mình, chứ ổng không có xin xỏ gì mình hết á. Có người nói là ổng là phá đạo, chị nghĩ sao về cái câu nói đó? Thì đã nói là bây giờ ổng phá đạo, bây giờ ổng tu đi, ổng tu cái kiểu của ổng đi, ổng phá đạo gì thì sau này ổng chết thì trời Phật trừng trị ổng.
vậy đi còn dạ, trên mạng nói đó nhiều đó, người ta ghét á đừng có đã nói là cái miệng mà thì bây giờ mình không thích người ta mình đừng vô coi mình đừng chửi người ta. Mình chửi người ta là khác nào là cái bản thân mình là xấu xa. Đúng mình rồi. Cứ nghĩ vậy đi. Mình xấu mình nghĩ ta xấu. À, còn cái chuyện ổng lỗi đạo hay ổng phá đạo mà giờ ổng tu không? Ổng tu, ổng ăn mặn như vậy đi. Thì sau này trời Phật trừng trị ổng. Vậy thôi. Còn mình á là coi còn cái chuyện mà ổng không có lừa lọc lừa gạt ai mà cái chuyện gì hết mình thực sự mình lên đây mình đã chứng kiến ổng như vậy rồi. Cái tính nết ổng như vậy rồi chuyện của ổng mà đâu phải là ổng vô thẳng chùa của nhà nước đâu, ổng tu đâu thì có kêu là phá đạo đúng không, giống như chùa Hoàng Pháp có tiếng hay là chùa Vĩnh Nghiêm là của nhà nước luôn á thì cái đó gọi là phá đạo, ổng tu tại đó thì ổng làm dơ bẩn ô uế là ổng phá đạo, còn cái này tại nhà của ổng hiểu không, quý cộng đồng mạng phải nhấn mạnh cái điểm này là ổng tu tại nhà ổng, tự ổng làm chùa. Ổng tu tại nhà ổng thì ổng có quyền ổng làm gì chuyện của ổng. Sau này nếu mà ổng ở không phải thì trời Phật trừng trị ổng. Chứ không phải là tự nhiên ổng đi vô những cái chùa lớn mà ổng tu trong đó mà ổng phá đạo. Cái đó mới gọi là phá đạo. Thì trừng trị ổng được. Cái này là tại nhà của ổng. Phải hiểu một câu vấn đề là cái chùa này là tự tại ổng của nhà ổng. Em cũng có đi mấy cái chùa mà ăn mặn đó chị. Ừ. Thì cũng thấy sư cũng ăn mặn nhưng mà ăn mặn theo cái có đó là... có luôn bây giờ trời ơi cái đạo gì cái chùa kêu là chùa một mắt gì đó nằm ở Gò Vấp đó cũng vậy đó cũng cũng tu vậy nhưng họ vẫn ăn mặn vậy nhưng mà có cái là kiểu như là họ không ăn thịt heo thôi chứ thịt gà thịt này nọ vẫn ăn đó rồi sao trời ơi cái chuyện mà nói chung là tu hay không á là do cái tâm của mình nè chứ giờ thời đại rồi chứ không phải như hồi xưa nữa mà phải ăn chay mới gọi là tu. Nhưng mà nếu mà đối với những cái chùa mà của nhà nước luôn á, giống như những cái chùa lớn đó giống như Hoàng Pháp hay là Vĩnh Nghiêm đồ kia nọ, thí dụ như Châu Đốc kia nọ thấy không? Bây giờ cái điểm hình đi bây giờ chính bà chúa xứ Châu Đốc cũng phải ăn heo quay vậy. À, cũng heo quay đó, khách lời thập phương cũng heo đó, quay. Thí dụ như người đó đâu có kiêng cử gì đâu, đúng không? Quan trọng là người ta cúng giá cái gì thì có thì người ta vẫn cúng trả lễ heo quay đó ai nói. Bây giờ mấy anh chứng kiến cảnh mấy anh đi Châu Đốc đi đó, người này người kia cúng heo quay gần đó ai nói họ. Tại vì ăn thua là cái tâm đúng không? Còn ông này là ổng tu tại nhà ổng, tự ổng làm chùa ổng tu, chuyện của ổng, ổng không có phá đạo gì hết á. Nói không phải là mình binh ổng, ổng cũng cho, chẳng cho mình hạt cơm, hạt gạo nào hết. Nhưng mà mình nói mình phải suy nghĩ nhiều lúc á. Em coi những cái clip của ổng á, mình coi mình cũng phải đánh giá kỹ lại. Và cái đó chuyện cá nhân của ổng kể, giống như mình nghĩ là ổng là một người không biết suy nghĩ điên khùng đi. Mình đừng có trách người ta, mình đừng có chửi người ta, tạo nghiệp cái miệng mình thêm nữa. Đó nói thực sự. Thấy gì nhiều người mà cũng phải canh ổng đi chợ qua, đè ổng, đánh ổng, mà kéo tới đây đánh ổng luôn. Mà những người đó là kêu là những người đó không có tốt đẹp gì đâu, những người đó chỉ thích muốn làm người nổi tiếng thôi. À, nói vậy á, chỉ thích muốn làm người nổi tiếng thôi mới làm như vậy với ổng thôi. Chứ thấy ổng cũng ăn nói cũng đàng hoàng mà ổng có gì đâu. Đâu có làm hại hổng ai đâu mà ổng cũng đâu có xin tiền ai đâu, tự động giống như bữa nay tôi đến đây tôi thăm ổng tôi cúng dường. Phải không? Tôi cúng dường tự động tôi cúng, ổng đâu có xin tôi đâu. Cứ do mình thì mình đừng có lên mạng mình chửi người ta ha. Ổng đâu có ăn cắp của ai đâu, nhà ổng không ở, ổng tu không ăn gì kệ ổng. Bây giờ mình cứ điểm hình đi đó, mấy mẹ nào anh nào mà hay chửi thích chửi thầy như vậy thì cứ coi lại đi, như bà chúa xứ Châu Đốc á, tại sao nhiều người ta cũng cúng heo quay đó, rồi ai chửi mấy người chỉ nói vậy thôi là đủ hiểu rồi đúng không. Quan trọng là mình tu trong cái tâm của mình được rồi đúng không, chứ đâu phải mà trời ơi có. Tôi nói thật sự chứ không phải bây giờ nói mà tôi bơi ra tôi nói, tôi chứng kiến luôn á. Tôi chứng kiến cái cảnh chùa giác ngộ luôn đó. Thầy tu luôn đó, tu chính cống đó mà tối đi uống bia ôm đó, ăn khô bò đồ đó, sao gái gú đó, ai nói. Thầy chính cống tu tại chùa giác ngộ tôi chứng kiến đó. Rồi ai nói họ? Mà họ tu á, họ tu thật sự á, kêu là tu thật sự của chùa nhà nước đó. Mà tối xong trốn tránh đi bữa ôm luôn đó. Ai nói họ? Thì nói vậy mà tôi chứng kiến rồi đó. Thì ai nói họ?
tại vì chưa tức cái anh chưa biết cái cảnh nó, nếu biết nữa thì cái chùa đó coi bộ cũng nổi tiếng luôn á. Về là mấy ông thầy là đêm tới là tụng kinh xong rồi ông nào cũng lấy tranh thủ đi bia ôm đó. Đó, cái chùa Giác Ngộ nó nằm ở chỗ Ngô Gia Tự đó, ông thường thường nói cho biết luôn. Ai nói họ, ông này tôi thấy chẳng có cái gì hết á. Mà nhiều lúc mình coi mình bức xúc, tội nghiệp ổng thôi, thì thương mình thấy thương tội ổng thôi. Không gì, ổng thích sống cuộc sống của ổng, cại ổng. Ổng đâu có vụ, đâu có đề bản rồi xin tiền hay nhờ lòng thương đức của ai đâu. Cái đó cho dù ổng có đề đi nữa, thấy không, mà cũng ăn thua do mình. Mình không thích thì mình đừng cúng, mà đã cúng rồi thì chuyện qua ổng, vô tay ổng rồi chuyện qua ổng. Nó vậy đó, nó thấy ổng cũng đàng hoàng mà ổng đâu có gì đâu. Nhiều lúc mình coi mình cũng bức xúc lắm chứ bộ. Cái cách nói chuyện của thầy thì là hay gì? Thì ổng hay nói giỡn. Tục thôi, ổng giỡn thôi à. Nói thật sự tiếp xúc với ổng, hồi nay tôi tiếp xúc với ổng tôi biết. Mà cái cách ổng nói chuyện trên mạng, tôi theo dõi ổng từng clip, tôi không bỏ qua clip nào hết. Mà thật sự cái cách của ổng nói giống như ổng nói cho sướng cái miệng ổng thôi. Chứ ổng không có ác ý, ổng không có ác ý gì hết á. Mà từ bữa nay tới cái tận đây á là cũng vậy, nhiều khi ổng thích ổng nói vui vậy thôi. Còn cái chuyện mà cái tâm ổng vẫn hướng về Phật, ổng vẫn có tâm đó. Nhưng mà có cái thì ổng không ăn chay được như người ta thôi. Rồi ổng hay nói tục, nói tiểu, ổng nói bù lô bù la lúc đó rồi xong. Mà cũng do mình. Mình giỡn với ổng thì ổng mới giỡn lại. Giờ mình nói chuyện với ổng đàng hoàng thì ổng có dám nói tục nói tiểu không? Rồi cũng do mình. Đúng không? Đó như nãy giờ đó cũng do mình nói chuyện tục tiểu với ổng thì ổng mới nói tục lại với mình. Bây giờ ví dụ tại sao mà tôi với bà chị bạn tôi mà tại sao tôi nói chuyện với ổng đàng hoàng mà ổng đâu có nói chuyện với tôi nãy giờ tục tiểu. Mà tại sao chị kia nói chuyện tục tiểu cái ổng lại sổ nói chuyện tục tiểu, cũng do mình. Mình đừng có chấp thầy. Nó vậy thôi, đúng không? Quá rõ ràng mà. Còn những cộng đồng bạn ở bớt sân si rồi đi, trời ơi, những thay vì sân si cái chuyện đó ở nhà lo đi làm kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, hay là nhiều mẹ, các mẹ lo làm kiếm tiền, nuôi chồng, nuôi con đi, lo con cái đi, bớt sân si lại. Còn mình cảm thấy mình không thích ổng thì đừng xem, lướt qua. Có vậy thôi. Hoặc là mình có nhiều cái câu bình luận nghe nó hợp lý xíu, hay là kêu thầy bớt lại hay như thế nào đó, một câu nói cũng không mất tiền mua, đúng không? Mà đó chứ mình đừng có sân si, mình chửi người ta như vậy cũng đâu có được ích lợi gì đâu. Thấy ông cũng đàng hoàng mà. Dạ, em rất cảm ơn chị nha. Cũng gì đâu, cái đó là mình góp ý thật sự thôi. Mình góp ý thật sự, tôi coi clip ổng tôi cũng bức xúc giùm ổng, giống như bộ tôi nói thật sự luôn. Mình bức